đến với vòng thi sĩ của chung kết thế giới 2023. Họ muốn sút Parker về sóng âm đã trúng bay vào đá hộ thể sóng âm về cái thiết bắt đầu chiến. Chúng ta đã có một cú hộ thể sóng âm được bồi sau khi mà sử dụng được cái nổ lông. Và đây là thằng lực vô cùng nhiều đĩa. Và Bordon được áp lòng về các thằng Berserker đang muốn lấy tóc biến còn lại của Casey. Casey nằm xuống. Mà anh chị Berserker, Mad Lion đang thật sự có những tình huống xử lý rất là chốt. Và nó khiến cho bọn họ đang bị lỗ hoàn toàn. Né khỏi quan điểm dẫn rất tuyệt vời. Đây, đây là ngưng rồi. Anh ta bước lên phía trước. Để làm gì vậy? Được không? Không được rồi. Bị dính cả khả năng để có thể bỏ chạy. Alexei, Alexei còn không đánh được vào mắt. Đánh được rồi. Levi chắc là Levi bây giờ chưa biết nó thủ ăn ăn chưa. Ta sẽ giúp tranh chấp. Ui, Levi đó mà đánh hùng. Cơ hội của Levi vẫn còn. Quay trở lại một tình huống này đã không còn combo kỳ kích thì tỷ lệ nằm xuống Calavi là trên 100%. À đã quyết định. Biết ông Dương không? Đây, đây, đây. Seo đang cởi bỏ chạy, ta có tóc biết, ta đang tìm một cách để chắc gì. Seo tóc biết. Họ quyết định là không đẩy được giữa để lấy mới, được cái thế. Mới. Họ quyết định là về nhà mơ đồ. Đấy là một tình huống mà khá là khó hiểu, nhưng đẹp ăn cái mảnh chai. Ui, cái gì thế này? Đâu thôi. Ui. Đừng nói là nóng. Ui. Bây giờ sang, làm chậm rất nhiều và sau đó là mưa tên lửa rải ra. Con Jack đi bộ trên đó và anh ta mất rất nhiều máu. Tuy nhiên kích bắt buộc phải có người che. Rồng có cho BLG nhưng Baron thuộc về KT. Và giờ BLG đòi lại những cái bùi Baron. Ôi, Huy không tới tầm. Và sau đó tiếp biến được đầu tư từ Yagao. Kim đang cố gắng vùng vẫy, anh ta hồi máu khá nhiều. Vẫy được hay không? Còn nói là không. Là phóc lại nhiều mà ít nè. AVA lên sau âm ngược, xoay lên sau. Ở đây rất khó được ba công và là không bắt. Hay đó. Nếu như bây giờ thả xin lại rồi, còn Chi Thiên Hạ đẩy vào mỗi khu vực đường giữa và ép tóc biến Romanes và tóc biến đá người trở về. Ven có được bài hạ gục, lợi thế cho bên phía Flamme đang không nổi hay là người đây có thể đánh xin. Nghĩa là Levi sẽ có được sứ giả được, tại vì là Razok đã mất tài nguyên rồi. Anh ta không biết rồi. Hoàng bây giờ cái này dạng súng là rất là nhiều. Lên khu vực đường trên muốn tấn công đối phương, họ tiếp cận bằng đường mà nồi vừa là bằng The Sa đang có những cơ win. Quy một thành công và đây là quy ba sẵn sàng hất một cặp lát về. Nếu như hất về thành công thì mất rất nhiều máu. Ôi The Sa gõ vào lính cha có thể cùng tấn công sao hù, còn cái các đội bóng sao hù đang đứng đó, sao hù đang đứng nhóm khoảng thời gian khá là lâu. Đúng vậy, cứ ngỡ như ra càng nhưng ai ngờ đâu ra càng lại bị ăn đập khá là tệ của bản thân mình. Và The Sa vẫn hất tung ra không được rồi, anh ta bị hất tung ngược lại rút một bàn bung ra một thứ cho người The Sa sử dụng khô máu đẩy đối thủ qua bên kia chiến tuyến nhưng vẫn còn quá nhiều người hỗ trợ với KS. Làm tấn công được Black sử dụng chiêu cuối The Sa đâu gắng cưng nhưng không về, tấm là rút lông về thành công năm năm bùng nổ. Ui kaboom kaboom. Tôi nghĩ nếu như sau trận đấu này thì cuộc họp báo Hasama có thể nói rằng BKS đã phản bội tôi. Và quan trọng hết là vẫn có những pha xử lý. Nó có những cái ngăn cách đúng không nào? Có những pha xử lý có thể gọi là danh thủ, nhưng có những pha xử lý có thể gọi là danh hài. Đi. Nhưng mà họ quên mất là nửa sức mạnh rồi. Ngay tại trong cái tên là đã có rồi đúng không? Weibo, Weiwei, đấy là một nửa rồi. Họ quên mất cái tên Weibo Gaming đấy. Và KT Rotor vẫn giữ được đồng cái lên sử dụng kỹ năng của mình và tập bóng hơi ngay tức. Khổ nhất là pha vừa rồi tôi không hiểu Leona làm gì trong đó. Leo tạ thì đúng hơn. Đó là hai bước ở dưới. Anh ta bị dồn thiêu đó. Vừa anh một kiểu. Rồi tung chiêu cuối đó từ Nisqy. Và cuối cùng thì không trói được bởi Balafox. Tuy nhiên anh ta bị giữ chân lại một khoảng thời gian rất lâu. Đúng chiêu của IVE. Đó là tâm thần bất ổn. Tung được không? Anh ta đang tìm góc. Mất tốc biến. Chạy góc nào đây? Sử dụng được trở lại. Dính sát thương là nằm. Và anh ta đi ngang qua tấm thảm bất ổn. Đánh thương tới chết là có thể sẽ được chuyển ra. Hibidoi đang gặp thương, đó là nhiều sự nguy hiểm và tóc biến để tiếp cận đến phía nhưng mà suýt không qua tường. Nhưng mà anh ta gây đủ độ khó chịu, nó khiến cho eo. Trời ơi, Oscarini đánh vô cùng chiến, W đang chạy lại sẵn, nhảy đi, ây da co, đây O đã bị cản lại. Ồ, khoan đã, ơi khoan, eo mới là người có được lợi thế. Oscarini sẽ nằm, 100%. Ôi, 100% là anh ta vẫn sống. Chúng ta cùng xem lại pha này, thì đúng là sau pha này là chuyện anh ta lao vào tiếp mà. Tôi có nói gì đâu, tôi chỉ nhìn anh thôi mà. Tôi thấy cái à không, ý tôi là anh Điền đẹp trai quá, ý tôi là như thế, không tôi ngắm cái nét đẹp lao động của anh Điền chứ không phải là tôi có ý kiến gì. Cái pha này thật ra 800 mấy đó là sức mạnh của vũ đó, nếu như bạn không xài vỏ tay được thì mình xài vỏ mồm. Thử ra nó lại bên tường rào dốc. Cái sao làm gì thế này? Cái sao làm gì vậy? What the hell? Noah có pha bóng về biến về, phải nói là còn liều hơn cả Daisy nữa. Quay đang có một vòng rừng từ dưới lên trên để có thể hỗ trợ dành cho Kurt. Còn trong khi đó Kurt di chuyển xuống cánh dưới với lợi thế là Lehen cùng với các admin đang đẩy được đường. Quay làm gì để hỗ trợ cho Kurt dành được? À cái diễn ấy nha. TikTok tôi có coi TikTok rồi. Nhưng liệu nó có thật được hay không? Đây xoắn rối đang sẵn BD chờ đợi một cú sử dụng nổ hoa hất tung hai thành viên và sẵn đổi chúng cả hai thành viên của bóc mầm tường của Lehen.
Tôi nhớ đợt anh Thiên có một câu rất hay đúng không? Đúng. Hàn Quốc gì, đầy gì? Hàn Quốc đầy nắng và gió, trên quýt mất chó, nhưng quên bộ game mình không hề để cho bản thân mình thua kém, tại vì cái dàn trắng phía trước, cái dàn trắng phía trước của họ hiện tại đều đang càng ngày càng cứng cáp. Anh Tâm muốn mình về với một buổi trang điểm tuyệt vời. Ui, chiêu quy cực kỳ đẹp và hút Kevin Lee đang còn sống với một chấm máu. Khi mà cô ấy sáng tới, khi mà trời non nổ tiếng sát thương là vừa đủ. Cái trò vừa rồi là trời non gì? Chúng ta thì có thể thốt lên trời ơi. Tổ chức tấn công Baron. Mikis làm gì vậy? Ôi Mikis, ơi kỳ cục, Mikis đã đi thang máy và Mikis vẫn đang quyền bò chạy tóc mới đầu thoát đi và ta phải nằm rồi. Tuy nhiên Baron có trừng phạt. Lader, không, đây là Katie. Anh ta lao vào, nhảy lên, có thiêu đốt, mất đi tốc biến. Nhưng tốc biến đập đầu vào tường. Nhưng Firesix thì làm điều ngược lại. Anh ta muốn băng trụ dòng này đi chấm với người kia ra. Anh ta thải luôn tên lửa ra. Nhưng đó quá nhiệt, đánh rừng liên tục. Firesix mất. Thật sự ABA vừa có một pha xử lý vô cùng tỉnh táo. Anh ta xử lý hay thì anh ta là ABA, mà anh ta xử lý dở thì đó là bụng chặt A3. Evi có mặt. Nope. Đó là chơi khô máu chưa được tung ra, đẩy qua rồi, liên tục lướt và ta sẽ tấn công. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Vậy là nếu như mà BDS thua trong trận này là BDS với lại... Chưa, này cặp BO3, này BO3. À, không, ý tôi là nếu thua luôn á, ý là nếu thua luôn á, là... tức là VCS trên 2 ship rồi. Đúng rồi. đúng rồi. Nghe nó ngạo nghễ thế nhờ. Nghe ngầu.